Đây là bộ phim kể về hành trình sống còn của một gia đình cáo trong thế giới mà các con vật trông như con người, mà con người trông cũng như con người. Khá dị. Fantastic Mr. Fox, đây là ngài cáo. Ngài cáo có vợ là bà cáo, cả hai trộm gà của nông dân loài người sống qua ngày. Nhưng mà hôm nay vì táy máy nên cả hai bị bắt. Trong lồng bắt cáo, vợ ngài cáo báo với chồng rằng mình đang có thai. Và nếu hôm nay mà cả hai sống sót thì họ sẽ phải chuyển sang một công việc bớt nguy hiểm hơn. Ngài cáo đồng ý, và thế là họ trốn được. Bẵng đi 2 năm của con người sau đó, tức là bằng 12 năm tuổi cáo. Vợ chồng ngài cáo đang nuôi thằng con trai mới lớn trong một cái hang. Sau khi bỏ nghề ăn trộm, ngài cáo đi viết thuê cho tờ báo động vật địa phương. Có người đá đều là nhà báo toàn súc vật và bọn ăn trộm, nhưng tôi thì nghĩ ai cũng nên có cơ hội thứ hai. Ngài cáo muốn vợ con có chỗ ở tốt hơn nên quyết định chuyển nhà đến một gốc cây lớn trên đồi, dù bị bạn bè là ngài lửng can ngăn, vì ngọn đồi đó nhìn thẳng ra ba trang trại của ba người nông dân hết sức nguy hiểm, nhất là với cáo, lão Bogis, lão Buns và lão Bin. Mỗi tội là ngài cáo hơi bị ngang nên vẫn vay nợ chuyển nhà đến cái cây. Ngay sau khi gia đình nhà cáo chuyển đến đây, cháu của bà cáo, Christopherson, chuyển đến sống cùng mọi người vì bố thằng bé bị viêm phổi kép. Không biết là bệnh gì nhưng chắc nguy hiểm hơn viêm phổi đơn. Vợ chồng ngài cáo quý thằng cháu này phết, nhưng mà Ash, con của ngài cáo thì không. Thằng bé thấy thằng anh họ cái gì cũng hơn, được mọi người quý mến, làm lu mờ cả thằng bé nên đâm ra khó chịu. Nhàn cư vi bất thiện, ngài cáo thấy cuộc sống làm cáo thật là buồn tẻ. Nhưng thay vì đi mua áo trùm cuối hay là vào group phim này hay phết để bàn luận, thì thằng chả lại quyết định báo nhà bằng cách rủ bạn, một con thú có túi tên là Kylie, đi ăn trộm ở chỗ trang trại của ba ông nông dân. Họ trộm gà của lão Bogis, trộm thịt sông khói của lão Buns, và cuối cùng là bốc cả rượu của lão Bin. Thậm chí lần đi bốc rượu còn vác thằng cháu đi cùng. Tất nhiên là ngài cáo không hé răng tí nào với vợ. Giờ vợ mà biết thì chỉ có mặt toác nhà. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì giấu thế méo nào được. Khi mà bà cáo chưa kịp đi chợ thì đồ ăn đã đầy áp tủ. Ở một diễn biến khác, mấy ông nông dân đang yên đang lành thì bị trộm, đâm ra hãng cay. Truy được ra đến gốc cây nhà ngài cáo, ba ông nông dân rình ngay ngoài cửa và đợi buổi tối. Ngài cáo vừa đi ra thì xả đạn tưng bừng, bắn rụng đuôi ngài cáo, nhưng lại để khổ chủ trốn được. Ngài cáo trốn vào nhà, nhưng đám nông dân cao tay hơn, mang máy xúc ra đào mẹ quả đồi lên luôn. May là nhà cáo nhớ ra mình có khả năng đào hầm, nên đào một đường hầm thật sâu để trốn. Họ chắc mẩm lũ cáo sẽ phải bò lên tìm đồ ăn đồ uống, nên cứ án ngữ tại đấy luôn. Dưới hang ngầm, bà cáo đối diện với chồng, tát cho một phát lệch mặt vì dám ngựa quen đường cũ. Nhưng cãi nhau thì cãi nhau, chứ họ phải xem sẽ sinh tồn thế nào dưới cái hang này. Họ gặp lửng và những con vật khác cũng bị đám nông dân phá nhà, phải đào xuống tận đây. Lửng đổ lỗi cho cáo rằng không phải tại cáo thì cả cái làng đã không phải bỏ chạy như thế này. Ngài cáo hối lỗi lắm, nên thôi thì hai sai thành một đúng. Ngài cáo quyết định gạ các bạn, đào hầm xuống ngay dưới nông trại của ba ông nông dân, cướp đã đời hết đồ ăn về hang cho đỡ đói. Trong lúc các con thú lớn đang thực hiện kế hoạch cướp đồ, lũ trẻ con chơi với nhau, Christopherson bảo vệ em họ Ash, ngăn con trai của Hải Ly bắt nạt em, khiến hai anh em làm lành với nhau. Chúng quyết định lẻn đến nông trại của lão Bin, lấy lại cái đuôi cho ngài cáo, mà không biết rằng lão Bin vẫn lấy cái đuôi làm cà vạt treo trên cổ. Chúng lẻn đi đúng lúc lũ động vật đang ăn mừng, nên không ai biết mà cứu. Trong lúc hai đứa trẻ đang đi ăn trộm đuôi cho ngài cáo, ba người nông dân phát hiện ra mình lại một lần nữa bị ăn cắp hết đồ. Cay lắm, quyết định bơm rượu táo của lão Bin xuống cái hốc, làm cả làng trôi hết xuống đường cống ngầm. Lũ động vật ráo rác tìm nhau, giờ thì Ash mới lò dò đi về, báo rằng Christopherson đã bị vợ lão Bin bắt được. Ngài cáo nhận được thư tuyên chiến, báo rằng sẽ trả lại thằng cháu trai nếu ngài cáo tự đến đó nộp mạng. Ngài cáo định đi nộp mình thật thì con chuột nhà lão Bin xuất hiện, đòi bắt nốt thằng Ash cho nó đủ bộ. Đổi thế mới chất, nhưng bị ngài cáo ngăn cản, đẩy vào máy biến áp, giật điện chết. Trong lúc hấp hối, con chuột nhà lão Bin hoàn lương, báo rằng thằng cáo cháu đang bị vợ chồng lão Bin giấu trên đỉnh tháp để đánh lạc hướng. Ngài cáo gửi lại cho ba lão nông dân một bức thư đáp lễ, rằng họ sẽ gặp nhau ở quảng trường thị trấn gần đường cống ngầm. Ba lão nông dân mai phục, nhưng đáng tiếc là lũ động vật đã có phương án đối phó, ném quả thông bay tứ tung để đánh lạc hướng, giúp ngài cáo và Kylie lấy xe chạy được đến nông trại nhà lão Bin. Ngài cáo, Kylie và Ash đến được nông trại nhà Bin, lẻn qua camera chạy khỏi con chó dại của lão để vào được căn gác mái cứu Christopherson ra. Đáng tiếc là ba lão nông dân đã biết được hành tung của ngài cáo, quay lại vây bắt. Ash vì muốn làm bố bất ngờ lao lên mở cổng, khiến con chó dại thoát ra, đuổi đám nông dân chạy té khói. Con chó dại còn cắn tung tóe cái đuôi của ngài cáo, khiến ông nông dân phát sợ. Thừa cơ hội đó, lũ động vật lên xe bỏ trốn, không quên xin lại cái đuôi của ngài cáo luôn. Biết mình thất bại, những người nông dân quay lại địa điểm mai phục, không biết rằng lũ động vật giờ đã an cư dưới cống, mời bất cứ ai cũng bị mấy lão nông dân phá nhà đến ở cùng. Thế còn đồ ăn thì sao? Ngài cáo phát hiện ra đường ống cống thông với một siêu thị lớn, có đủ đồ ăn cho tất cả mọi người, chưa kể còn đóng cửa sớm vào cuối tuần. Chúng mò lên ăn mừng giữa hành lang siêu thị, báo hiệu một tương lai đầy đủ và sung túc. Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong Fantastic Mr. Fox. Ngài cáo đỉnh cao, và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.